Thưa quý thầy, là hôm nay chúng ta sẽ học bài kinh mới, kinh khiếp đảm và sợ hãi. Nghe cái tên kinh không lần đã rùng rợn rồi. Khiếp đảm là kinh hãi, bevara, một cái cảm giác làm cho con người ta là rung sợ, rung rẩy đi, lạnh toát mồ hôi đi, đây là bevara là vậy. Là ba gia sợ hãi. Chúng ta có cái từ gọi là à, ba gia là vô ủy, rồi ba gia là sợ hãi, hay là ủy là sợ hãi, à, ba gia là vô ủy, vô ủy thí. Thì đấy có cái tên kinh là vậy đó, là cái kinh là gọi là khiếp đảm. Bevara là đầy kinh hoàng ấy, và ba gia là cái nỗi sợ hãi, do đó gọi là kinh là sợ hãi và khiếp đảm là sợ hãi. Thì đây cũng là một cái bài kinh do Đức Phật thuyết giảng cho các vị tỳ kheo khi ngài trú ở tại cái tỉnh xã của ông Anathamidika Jetavana, trình bày ra là Đức Phật là nói cho vị Bà La Môn tên là Janusoni, một bà trong những là Bà La Môn thời danh giả thời Đức Phật, có cái tên là Janusoni. Nhân cái sự kiện là vị Bà La Môn này đến ý kiến, đến thăm Đức Phật ở tại là tỉnh xã Jetavana này, và có một vài lời này xem như là có cái lời là tán thán. Đức Phật là đã huấn luyện, đã dạy dỗ, đã là khích lệ cho các học trò của mình và các học trò đệ tử của là Đức Phật cũng là biết lắng nghe và nương theo cái lời dạy của Đức Phật. Và sau đó thì Bà La Môn này có một cái nhận xét mà được Đức Phật xác nhận, và trên cái cơ sở đó thì ngài trình bày kinh này. Vì Bà La Môn sẽ nếu cái nhận xét rằng là cái rừng núi là cái nơi mà có thể nói rằng là khiến cho con người ta rất là lo lắng, lo sợ, đầy sợ hãi ở trong cái rừng núi hoang vu hoang vắng vậy này. Do đó là vị này nói rằng là cái đời sống mà ở các cái trú xứ mà rừng núi hoang vu á, thì thật là khó kham nhận, nghĩa là khó sống, khó mà kham được cái đời sống hết sức là khó khăn ở trong các cái trú xứ, các cái vùng núi hoang vu vậy này. Rồi cũng thực sự là khó để mà có thể nói là kham nhận được cái đời sống gọi là đời sống độc cư. Độc cư là chỉ cho cái đời sống của những người vị là đời sống viễn ly, nghĩa là chỉ cho cái đời sống của những người vị mà có thể nói là rời bỏ những cái ham muốn thế tục á này, mà chọn những cái nơi mà có thể nói là non cao này, rừng rậm rồi này, để mà ẩn cư ở trong đó để mà tu luyện, đào luyện, thì gọi là viễn ly vậy. Này, chúng ta hiểu cái nghĩa viễn ly là ở một cái nghĩa thông thường là vậy, họ rời đi, rời bỏ đi một cái đời sống hay một cái nếp sống mà quen thuộc đi ở trong những cái điều kiện gia đình xã hội, rồi chọn một cái nơi nào đó có thể nói là ấm u hay là hoang vắng nào đó thì ở ẩn cư ở đó thì gọi là viễn ly này, đây gọi là thân viễn ly này. Nhưng có cái nghĩa viễn ly nữa là cái là nói đến cái tâm nó viễn ly, là cái chỗ đó là đáng chú ý, chứ có cái đó thì hình thức thôi này. Viễn ly được rời bỏ được ngay trong cái tâm thức những cái ham muốn dục vọng, rồi bỏ được tham sân si, thì đấy mình gọi là cái ý nghĩa viễn ly paviveka, đây là cái chỗ đó. Thì ở đây mình có thể nói ngụ ý hai nghĩa đó này. Do đó gọi là thật khó mà khám nhận hay là đời sống viễn ly là vậy. Đời sống viễn ly hôm trước chúng ta là còn nói qua Bà Viveka viễn ly là viễn ly tham ái, viễn ly các cái dục vọng, các cái ham muốn, viễn ly rồi rời bỏ các cái triền cái tham sân hôn trầm thủy miên trào hủy và nghi rồi gọi là rời xa đó. Và đây chỉ cho cái nếp sống có thể nói rằng là của người xuất gia là sống theo cái hành này chúng ta gì cả. Nekhamma này là xuất ly, viễn ly hẳn cũng tương tự cái nghĩa này. Và thật khó và là thưởng thức được cái đời sống độc cư.
Này, vì Bà La Môn là nếu mà nhận xét như vậy, thật khó mà có thể nói là sống được hay cảm nhận được ở trong các cái trụ xứ mà rừng núi hoang vu này, thật khó mà là cảm nhận được cái đời sống ở viễn ly, và thật khó thưởng thức được cái đời sống gọi là độc cư. Độc cư đây cũng là tương tự như là cái viễn ly này vậy. Ekata là độc cư, nghĩa là sống một mình. Này, thì một mình ở đây vậy, ngủ ý là có thể nói là sống một nơi, về cái hình thức thì sống tròn một nơi nào đó, trú ẩn một mình thôi. Này, sống độc cư, thì đó là mang tính cách hình thức, nhưng mà thực sự một mình đây rồi, độc cư ở đây là còn mang cái nghĩa nữa là cái nội tâm nè. Nhưng đó là người biết sống một mình. Kinh sau này về kinh là nhất già hiện già sau này thì là ông nhất hành này đến cái này, biết sống một mình là vậy. Là nghĩa là an trụ trong cái pháp hiện tại, thấy được cái chân tướng sự vật này, nhận thức được cái lẽ sống ấy và sống với cái lẽ sống ấy, không còn rơi vào những cái gọi là tư tưởng hay là ý tưởng gì về quá khứ, về hiện tại hay là về tương lai gì nữa, mà sống với cái thực tại đang trôi chảy ấy, và người tâm thức hoàn toàn tỉnh giác này, an lạc ở chỗ đấy thì gọi là độc cư. Ở đây cái nghĩa là thứ hai của cái gọi là cái nếp sống ấy, nghĩa là cũng là một cái nếp sống rời xa đi những cái gọi là vọng tưởng vọng niệm đi, này loại bỏ đi tất cả các cái vọng tưởng vọng niệm hay là những cái ám ảnh hay quá khứ hay là những cái vọng tưởng hay là việc ước vọng về tương lai vân vân, mà chỉ hoàn toàn chuyên chủ trong cái gọi là cái thực tại đang trôi chảy, đang diễn tiến ấy, sống với cái tâm hoàn toàn là vắng bặt, vắng lặng hoàn toàn, này không mong cầu, không ước vọng, hy vọng, không có thất vọng vân vân. Thế này có thể là gọi là độc cư là vậy. Thế đây có thể nói là một cái thế như là một cái lý tưởng sống mà hay một cái kinh nghiệm sống an lạc của những cái vị xuất gia, nó phản ảnh nhất là trong cái bài kinh gọi là nhất già hiện già, quá khứ không truy tìm, tương lai không ước vọng, quá khứ đã đoạn tận, tương lai lại chưa đến, chỉ có pháp hiện tại tuyệt ở đây, không đồng không trung chuyển, biết vậy để tu tập này không hôm nay nhiệt tâm làm ai bị chết ngày mai này, không ai điều định được với đại quân thần chết trú như vậy, nhiệt tâm đêm ngày không mệt mỏi, xin gọi nhất già hiền này bậc an tịnh trầm lặng, thì nói đến cái lý tưởng này có thể nói là viễn ly và độc cư đó này, thể hiện được một cái tâm hoàn toàn là an lạc lắm, giải thoát ngay hiện tại tại đây không còn là dao động, còn vọng động, còn tâm tưởng gì nữa, ý tưởng gì nữa cả. Thì đây là cái lời nhận xét của vị là Bà La Môn Janusoni vậy. Thực sự rất là khó khăn trong cái đời sống ở các cái trụ xứ xa vắng là hoang vu ở rừng núi, thật khó khăn nhận cái đời sống là viễn ly, thật khó mà thưởng thức được cái đời sống gọi là độc cư. Và rừng núi thường làm cho cái gọi là làm cho cái dao động các cái vị tỳ kheo mà chưa chứng được là thiền định. Có nghĩ rằng rừng núi làm rối loạn tâm trí vị tỳ kheo chưa chứng thiền định. Đây là cái lời nhận xét của Bà La Môn Janusoni sau khi mà đã có cái lời gọi là tán thán là Đức Phật rồi. Nói rằng là ngài là một cái vị lãnh đạo đã giúp đỡ hướng dẫn hỗ trợ cho học trò mình rất là nhiều, và các học trò mình cũng nhận được những cái sự gọi là lợi ích từ bậc đạo sư, và họ là hoàn toàn tuân theo hay là ý là sống theo cái lời khuyên của ngài hay là những cái quan điểm hay cái giáo pháp của ngài. Thì tiếp đến là Bà La Môn có nếu cái nhận xét này, và trên cái có thể nói bắt nguồn từ nhận xét này Đức Phật nói trình bày cái kinh này. Kinh bài nói đến, nhấn mạnh đến những cái gọi là cái kinh nghiệm mà ngài trải qua trong cái quá trình tu tập của ngài, trong cái thời gian mà ngài đang thực hành các cái pháp khổ hành, hay là trong những cái lúc mà ngài là đang còn tu tập mà chưa chứng được cái gọi là chánh đẳng giác, thì ngài có thể nói là đã trải qua những cái kinh nghiệm gọi là khiếp đảm và sợ hãi này như thế nào.
Do đó là Ngài cũng xác nhận rằng là thực sự là vậy. Này, thực sự là cái đời sống mà gọi là rất khó khăn rồi, để mà sống ở các cái trú xứ xa vắng ở rừng núi, khó khám nhận cái đời sống và nó viễn ly và khó thưởng thức được cái đời sống là độc cư. Và là rừng núi thì thường làm bị rối loạn cho quý vị tỷ kheo mà chưa chứng thiền định. Thì Ngài xác nhận lại cái này, nếu kinh nghiệm của mình ấy, này nó mới xác nhận lại cái lời nhận xét của là xác chứng cái lời nhận xét của là Bà La Môn Giang Sony về cái vấn đề là cái đời sống ấy. Thì cái phần chính của là bài kinh này chúng ta có thể nói đấy là phần đầu của bài kinh. Đó là phần đầu của bài kinh là vậy. Là Bà La Môn Giang Sony đến thăm Đức Phật ở tại Jetavana và có những cái lời và là tán thán và lời nhận xét như vậy. Thì chúng ta sang cái phần tiếp theo là cái phần là chánh kinh hay nội dung này. Thì chúng ta sẽ tập trung vào một số các cái lời dạy của Đức Phật nói về những cái kinh nghiệm giác ngộ hay cái kinh nghiệm tu tập. Và cuối cùng là đưa đến cái sự là chứng đắc cái quả vị giải thoát hay là chứng được Phật quả của Ngài. Chúng ta sẽ đi kể về cái nội dung này. Thì cái nội dung chúng ta sẽ tập trung vào cái nội dung là chính cái còn cái phần đầu thì chúng ta nói qua cái là dứt khởi là vậy. Sở dĩ mà có cái bài kinh này là vậy, có cái Bà La Môn Janusoni đến thăm Đức Phật ở tại Jetavana và có những cái lời thăm chào thăm tán thán Ngài và nếu cái nhận xét ấy này, rồi bắt đầu từ đó xem như là cái đó là lý do cho Đức Phật mà trình bày những cái gọi là cái kinh nghiệm hay này, hay quan điểm lập trường tu chứng của Ngài. Và ông xác nhận là Ngài đã trải qua những cái kinh nghiệm ấy như thế nào. Là xác nhận cái lời nhận xét là của Bà La Môn Janusoni là hoàn toàn là xác thực, là đúng đắn. Bởi vì thực sự Đức Phật đã từng trải qua những cái cảm giác ấy, là chính bản thân Ngài đã trải qua. Và sau đó là Ngài lại tiếp tục những cái gọi là sự thực hành tu tập theo con đường trung đạo, con đường giới định tuệ, và cuối cùng là thằng Ngài thành tựu được cái quả vị giải thoát và giác ngộ. Để xem như là nội dung chính bài kinh. Thì chúng ta tập trung vào cái nội dung chính là chúng ta có thể nói rằng là nếu một cái nội dung chính thứ nhất là Đức Phật là Đức Phật là nói đến hay là đề cập về Đức Phật là nói đến, nói về được nói đến, nói về là các cái kinh nghiệm tu tập, là Đức Phật nói về các cái kinh nghiệm tu tập của Ngài để mà xác chứng này, để mà xác tín hay là xác chứng mình xác chứng là 16 trường hợp khiến các sợ hãi khởi lên là cho vị là xuất gia vị tỳ kheo được 216 trường hợp cái sợ hãi. Ngài nói đến những cái kinh nghiệm tu tập của Ngài là khi mà Ngài đang ở trong các cái rừng núi hoang vu, ở trong các cái rừng này, rừng rậm ấy đó, thì Ngài có thể nói rằng là cái nơi mà dễ cái vấn đề là cái những cái tư tưởng hay cái tâm lý mà sợ hãi khiếp đảm dễ khởi lên lắm đó. Này, và Ngài biết rằng là Ngài trải qua cái kinh nghiệm ấy này, và Ngài nghĩ rằng là những vị nào mà thực sự rơi vào 16 cái trường hợp này á này thì khó tránh khỏi được cái gọi là cái cảm giác sợ hãi mà khiếp đảm nó khởi lên này, và chính ngài là kinh nghiệm cái đó. Và Ngài là có thể nói là những người mà và này là không rơi vào 16 cái trường hợp này này, do là Ngài hiểu được rằng này, nếu như mà thực sự mà rơi vào 16 cái trường hợp này này thì rõ ràng là không tránh được cái cảm giác gọi là sợ hãi và khiếp đảm nó khởi lên được này. Chúng ta qua cái 16 trường hợp, quý thầy ghi cho 16, nhớ 16 trường hợp này và nắm cái ý đó thôi. Thứ nhất là thân hành bất tịnh hay là thân hành không có thanh tịnh, thân hành không có thanh tịnh, 16 trường hợp đó. Nhớ 16 trường hợp.
thân hành không thanh tịnh. Nếu như người nào mà có những cái thân hành đó, những việc làm về thân như là sát sanh, lý cũng không cho tà hành trong các dục đó, này thì gọi là thân hành không thanh tịnh, chứ có cái là abari sudo, là suda, sudi là thanh tịnh, visudi là kaya, là kamanta, là thân hành, kamanta là hành động, là hành vi, việc làm, là kaya là thân hành không thanh tịnh. Thì đây là trường hợp thứ nhất. Nếu như mà vì sa môn bà la môn nào mà thực sự có những cái gọi là cái thân hành mà không thanh tịnh, khi mà sống ở trong rừng núi này thế nào bị rối loạn, cái tâm tư rối loạn, rơi vào những cái khủng hoảng sợ hãi và khiếp đảm này. Và ngài chính ngài nói rằng ta thực sự là vậy, tự xét về mình, tự thấy về mình, tự biết rõ mình là có cái thân hành thanh tịnh này, do đó rằng là không rơi vào trường hợp nào là phải lo sợ hãi. Nhưng mà xác nhận rằng nếu như mà thực sự mà thân hành mà bị không thanh tịnh, gọi là thế nào cũng bị cái cảm giác sợ hãi này khởi, là khiếp đảm này nó chi phối ngay đi. Đấy, thì trường hợp thứ nhất quý thầy nhớ, tất cả là 16 trường hợp. Là thứ hai là khẩu hành không thanh tịnh này, khẩu hành và cha và chi lời nói này, như là này. Nhờ người nào mà rơi vào những cái việc này hay nổi láo, nói hai lưỡi, nói lời độc ác, nói lời phù phiếm, gọi là thân hành không có thanh tịnh. Thứ ba là ý hành không có thanh tịnh. Đây nó thuộc về những cái gọi là đạo đức, giới đức của vị tỳ kheo chứ không phải gì cả. Thuộc về giới sila. Thường nếu mục về giới là vậy, chúng ta nhớ rằng là có thứ nhất là về cái gọi là cái tam quý, này là cái tâm lý đó. Này, có cái tam quý là nó chống lại, nó phản kháng lại những cái điều xấu ác liền, nó chỉ có nỗ lực làm nhiều việc lành mà thôi. Rồi đây là thân hành, khẩu hành, ý hành thanh tịnh, hoặc là mạng sống thanh tịnh. Chúng ta có cái mạng sống thanh tịnh, nó sinh mạng đó. Mạng sống gọi là nuôi sống đó. Làm cái là cái mạng sống mình chân chánh, không có lừa gạt ai này, thì gọi là làm nuôi mạng sống đó. Ajiva chánh mạng đó. Mạng sống và thanh tịnh. Mạng sống không là thanh tịnh. Mạng sống không là thanh tịnh. Rồi thứ năm là có tham dục, rồi có ái dục cương liệt. Tham dục, thứ năm là tham dục, ái dục cương liệt. Ái dục cương liệt mạnh quá đấy. Thứ năm là có tham dục. Những người có lòng tham nhiều, ham muốn nhiều, dục vọng nhiều. Này. Thứ sáu là có cái tâm mà gọi là sân hận mà, hay là ác ý. Thứ sáu là sân hận, là ác ý. Sân hận, ác ý. Đây là thứ sáu. Đây là trường hợp thứ sáu là vậy. Là có cái tâm mà gọi là sân hận, hay xấu ác. Có những ý nghĩ xấu xa. Thứ bảy là bị hôn trầm thủy miên chi phối. Hôn trầm, thứ bảy là hôn trầm thủy miên, rơi vào hôn trầm thủy miên, hay là bị hôn trầm thủy miên chi phối. Thứ bảy là hôn trầm thủy miên. Đây trạng thái này là ngại ngủ đi, ngồi đâu ngập đó. Này chẳng có gì cả, là hôn trầm thủy miên. Hinavida. Thứ bảy là hôn trầm thủy miên. Thứ tám là cái gọi là tâm dao động không có an tịnh. Tâm mà thường động, tâm dao động không có tịnh trí đó, không có, không an tịnh. Thứ tám là tâm dao động không có an tịnh. Thứ chín là nghi ngờ, có cái tâm là nghi ngờ, do dự, nghi ngờ, do dự, không có quyết đoán về cái gọi là sự tinh thần nỗ lực của mình, là tu hành của mình, là vị trí cha, là nghi ngờ và do dự, lờ phân vân này, không có quyết đoán, không có mạnh mẽ, không có tinh thần tinh tấn trong cái vấn đề mà tu tập của mình.
Thì cái trạng thái ấy là trạng thái, một trong những cái trạng thái làm trở ngại cái công cuộc mà tu tập là vậy. Hắn nghi ngờ, nghi ngờ về cái lý tưởng ấy, phân vân lượng lự, không có nhận thức rõ ràng, không có là quyết định mạnh mẽ trong cái vấn đề mà theo đuổi cái nếp sống ấy, hay là cái đường lối thực hành ấy, gọi là nghi ngờ do dự vậy. Đây là thứ 9, thứ 10 là tự tạng hủy tha, khen mình chê người. Khen mình chê người, khen mình chê người là thứ 10. Này, thứ 10 là tự tạng hủy tha đó, khen mình chê người đó, là trường hợp thứ 10. Thứ 11 là 11 là run rẩy ha, là sợ hãi. Anh nào cũng phải là có cái mạnh mẽ thì chỉ một xíu cái tâm lý cho mình mạnh mẽ thì chứ con không thôi mà cái tâm lý yếu quá này, cứ rơi vào cái run rẩy sợ hãi này. Thì thực sự là sống ở trong mấy cái vùng đó thực sự là khó sống, khó cảm nhận được thì tâm lý hay yếu đuối hay sợ hãi. Thứ 12 là ham cầu danh vọng lợi dưỡng, ham muốn danh vọng lợi dưỡng. Anh nào mà thích về danh về lợi thì thôi cũng khó sống mấy chỗ đó, bởi vì cái chỗ đó đâu có chi đâu mà danh về lợi, toàn là cấy không có thể hiện được với ai đâu, làm sao mà sống được. Người danh lợi là hẳn phải vậy, hẳn có xe là phải khoe xe, có nhà sang thì phải để cho người ta biết mình có nhà sang này, hoặc là có lên chức lên vụ chi đó thì phải đây để nổi tiếng nữa, và cái chỗ nào nổi với ai chứ. Do đó là hẳn vậy. Thứ 13 là kinh Phật, là đọc nhiều khi mình ngồi mình thấy cũng đầm chỉ rồi ngồi đọc lại thấy nhầm lại cũng dễ thương, rất hay. Là người biếng nhác, lười biếng, biếng nhác, không có tinh cần tinh cẩn tận, thiếu cái sự tinh cần tinh tận, biếng lười biếng này. Thứ 14 là thất niệm. Thất niệm, niệm là sati, tập trung chuyên chủ vào và theo dõi nhận diện về một cái đối tượng nào đó, gọi là niệm, nhận biết rõ ràng đầy đủ tròn vẹn về một cái đối tượng nào đó thì gọi là sati. Nhưng mà vì này thì không có được cái khả năng ấy, này chưa chuyên sâu vào vấn đề là hành thiền nhiều, do đó này có cái khả năng ấy. Chúng ta qua phần 15 là tâm là dao động không định tĩnh, là tâm không định, tâm không định tĩnh này, không có niệm, không có định nữa. Và cái 16 là liệt tuệ, nghĩa là không có trí tuệ, liệt tuệ, trí tuệ yếu kém quá, sự tỉnh giác hay sự sáng suốt hay này minh mẫn thì trí tuệ mà liệt tuệ đi, yếu kém, liệt tuệ này thì xem như là không có trí tuệ. Thì đấy là tất cả là vị thầy nhớ cho là 16 cái trường hợp này đây, là biết rằng là vậy này. Cái kinh nghiệm mà Đức Phật ngài đã từng thực nghiệm qua, trải nghiệm qua rằng này, và ngài xác chứng rằng này, bởi vì ngài là có đầy đủ hay là không rơi vào 16 cái trường hợp này, nghĩa là ngài có thân hành thanh tịnh, khẩu hành thanh tịnh, ý hành thanh tịnh, mạng sống thanh tịnh, vân vân, cho đến gọi là có trí tuệ này. Do đó là ngài tự xác tín rằng là mình sống được là hoàn toàn yên tâm, là tín tưởng hơn ở trong các chỗ đó, chứ không có rơi vào cái cảm giác gì phải phiền muộn cả, hay lo lắng hay sợ hãi gì cả. Và ngài cũng xác nhận thực sự nếu như vì bất kỳ vị sa môn mà bà la môn nào, nghĩa là đây những người xuất gia nào đó mà sống ở trong rừng núi này, rơi vào 16 cái trường hợp này
từ là thân hành, khẩu hành, ý hành, thanh tịnh, không thanh tịnh đâu, cho đến gọi là liệt tuệ. Thì những vị sa môn bà la môn ấy không tránh khỏi được cái gọi là cái cảm giác sợ hãi nó khởi lên và nó chi phối vị ấy. Thì đấy là một cái nội dung này. Nhà là quý thầy thầy đọc dài vậy chứ có mình lược ra cái đó nắm liền chứ không phải khó là vậy. Này nội dung của bài kinh đầu tiên là vậy. Quý thầy nhớ cho cái ý nghĩa của cái lời Phật dạy là 16 cái trường hợp ấy. À, liên quan đến là thì những cái cảm giác sợ hãi nữa, nó khiếp đảm nó khởi lên, nó chi phối vì hành giả hay là vì tỳ kheo hay là vì bất kỳ vị sa môn bà la môn nào khi mà sống ở trong rừng núi như vậy. Mà nếu như mà để cho mình rơi vào một trong 16 cái trường hợp này thì vì ấy có thể nói là khó tránh khỏi cái cảm giác nó run rẩy và sợ hãi khiếp đảm khởi lên và chi phối vì ấy. Đây. Và chính Đức Phật cũng đã từng trải nghiệm qua, ngài biết rất rõ về cái này. Cái trường hợp này, những cái kinh nghiệm này ngài trải nghiệm qua. Này. Tiếp theo là chúng ta nói đến cái trường hợp này là cái kinh nghiệm. Này. Cái nội dung tiếp theo của bài kinh này. Này, quý thầy chú ý một phần nhỏ nữa là cái kinh nghiệm mà đối trị sợ hãi và khiếp đảm của Đức Phật. Cái kinh nghiệm này cũng hay. Kinh nghiệm đối trị sợ hãi khiếp đảm của Đức Phật. Đây là nội dung chúng ta có thể nói để xem như một cái nội dung ở trong bài kinh này cũng đáng lưu ý. Đây tôi đọc cái đoạn này quý thầy nghe thì ta là một trong những bậc thánh thành tựu trí tuệ, nghĩa là có trí tuệ chứ không phải là liệt tuệ này. Sống tại các trụ xứ xa vắng trong rừng núi hoang vu này, bà la môn, ta từ quan sát ta thành tựu trí tuệ như vậy, từ cảm thấy lòng tin được xác chứng hơn khi sống ở trong rừng núi. Nghĩa là ngài xác nhận rằng là cái kinh nghiệm của ngài là vì ngài là thanh tịnh về 16 cái trường hợp ấy, là ngài đã đầy đủ và thanh tịnh. Đây. Do đó là ngài tự xác tín là mình có cái lòng tin mạnh mẽ khi mà sống ở trong cái rừng núi, không có rơi vào những cái cảm giác hoang mang lo lắng sợ hãi là khiếp đảm ấy. Này, và tiếp theo cái phần chúng ta mình đã nói đến cái nội dung thứ hai. Này bà la môn, tùy thuộc vấn đề này ta suy nghĩ như sau: trong những đêm được biết đến, được xác định là đêm 14, 15, mùng 8 mỗi nửa tháng, trong những đêm như vậy ta hãy đến tại các trụ xứ hải hùng, lông tóc dựng ngược, như từ miếu các tại các thảo viên, từ miếu tại các rừng núi, từ miếu tại các cây cối, để ta có thể thấy sự sợ hãi khiếp đảm ấy. Đây là Đức Phật tự đi tìm lấy quá thử nó cảm giác thử nghiệm cảm giác ấy như thế nào. Là ngài đi tìm đến cái chỗ một số các cái ám miếu này, mấy cái lùm cây này vậy. Nghe không là mình thấy mình cũng cái cảm giác không cũng này. Sau ngài tự hỏi mình biết mình ngỡ ngẩn tại sao là mình đi tìm cái cảm giác ấy làm gì nhỉ. Này. Nhưng mà là rõ ràng cũng có kinh nghiệm của ngài chứ không có. Ngài học được nhiều kinh nghiệm hay. Này bà la môn, sau một thời gian trong những đêm được biết đến, được xác định đêm 14, đêm 15, đêm 8 mỗi nửa tháng, trong những đêm như vậy ta đến ở tại các trụ xứ hải hùng, lông tóc dựng ngược, như từ miếu. Này, cái hải hùng mà đến đồ mà cái lông tóc nó dựng ngược luôn là quý thầy. Đấy, cái từ là kinh điển này đấy. Này, cũng nghe cho quen đi. Nghe cho quen là cái từ của là Bali là cái sợ hãi vậy này. Hàng run rẩy mình sợ hãi đến độ mà cái lông người tóc nó chồng ngược lên, nó dựng ngược lên với cái gớm này. Đây nè, cái từ này gặp nhiều lắm trong là kinh điển Bali. Nó chỉ một cái cảm giác này. Này, có thể nó thay đổi đồ hoàn toàn đột ngột những cái cảm giác rất thân bình thường nào nó chuyển là như từ miếu tại các thảo viên, từ miếu tại các rừng núi, từ miếu tại các cây cối. Này bà la môn, trong khi ta ở tại các chỗ ấy, một con thú có thể đến, hay một con công làm rơi một cành cây, hay gió làm rung động các lá cây, ta khởi lên ý nghĩ nay sự sợ hãi khiếp đảm ấy đã đến. Này bà la môn, rồi ta suy nghĩ sao ta lại ở đây chỉ để mong đợi sự sợ hãi khiếp đảm chứ không gì khác. Đây là những cái trải nghiệm qua Đức Phật ngài luật thuật lại thôi. Này. Trong bất cứ hành vi cử chỉ nào của ta mà sợ hãi khiếp đảm ấy đến, trong hành vi cử chỉ ấy ta hãy trừ diệt sợ hãi khiếp đảm ấy. Này bà la môn, trong khi ta đi kinh hành qua lại mà sợ hãi khiếp đảm ấy đến,
thì này Bà La Môn, ta không đứng, ta không ngồi, ta không nằm, nhưng ta trừ diệt sợ hãi khiếp đảm ấy trong khi đang đi kinh hành qua lại. Thì đây nói là đến cái kinh nghiệm đấy, kinh nghiệm đối trì đấy. Này là Đức Phật từng trải nghiệm, từng sống ở trong các cái trụ xứ mà gọi là đầy hải hùng lông tóc dựng ngược ấy đó. Này đây khiếp đảm này dễ rơi vào tình trạng là khiếp đảm sợ hãi rồi nữa. Rồi những cái tình huống này tình huống khác xảy ra và thực sự những cái cảm giác sợ hãi khiếp đảm ấy nó đến. Nhưng mà rồi là ngài nghĩ cái cách để mà đối trị nó thì như thế nào? Đây, trong tất cả các cái tư thế sinh hoạt hàng ngày của ngài mà vào cái lúc đêm tối ấy đó, thì ngài khi mà ngài ngồi ấy, thì sợ hãi đến thì ngài không có bỏ chạy, này không có đứng lên, không có bỏ đi, không có nằm xuống, không có lấy cái mền mà trùm lại, ai khai lên như thế mà cứ ngồi để thôi, bình thường để thôi. Này ở đây cũng có thể nói là kinh nghiệm. Này không dao động lắm trong các cái tư thế vậy. Rồi khi mà đi kinh hành vậy, trong trường hợp mà có cái những cái cảm giác sợ hãi đấy, khiếp đảm ấy nó khởi lên ấy, thì ngài lúc bấy giờ ngài đứng lại, không có ngồi xuống, không nằm xuống, này không có ẩn trốn ở chỗ nào cả, mà đối trị ngay cái sợ hãi trong lúc mình đi, gọi là chánh niệm tỉnh giác như vậy. Này ở đây cũng nó có thể nói là một cái kinh nghiệm để mà gọi là trải qua những cái cảm giác này cảm giác khác là này, không chào đón nó, nói phàm bất cứ một cái gì đó nó khởi lên này, này do duyên này do duyên khác nó đưa đến những cái tình trạng này tình trạng khác khởi lên nó đến với mình đâu. Nhưng mà nếu thực sự mình cũng có hân hoan chào đón nó này này thì thực sự những cái đã nói phải rời đi mà thôi, nó từ đi thôi. Đây là cái chỗ kinh nghiệm đấy, những cái kinh nghiệm tu tập đấy. Do đó là ngài rằng là ngài không có thay đổi tư thế nào đâu. Ngài là người lại đi kinh hành thì cứ vẫn đi là chánh niệm tỉnh giác vậy thôi. Là nó biết có cái cảm giác ấy đến, nhưng mà rõ ràng là không có chào đón nó, không phải bỏ trốn nó, lẫn tránh nó, ghi nhận nó đến. Này, và lại tiếp tục cái công việc gọi là nhiếp tâm đi kinh hành như thế này. Thì giống như mình không ngồi thiền vậy. Này, bất kỳ ý tưởng nào có thể khởi lên, một hình ảnh nào đó nó có thể trôi về với mình. Thì từ mặt nó chứ chẳng có sao cả. Này, thì là ghi nhận cái sự kiện ấy, nó có cái hiện tượng ấy xuất hiện, có hiện tượng ấy đến, nhưng mà đừng bận lòng gì về nó cả, đừng chào đón nó, đừng bực phiền về nó, đừng tỏ bất kỳ một cái thái độ nào đối với nó, thì nó đến rồi nó lại đi, và cái công việc của mình vẫn là nhiếp tâm trong cái theo dõi cái đối tượng của hành thiền của mình đây, thì mọi chuyện là nó sẽ đi thôi. Đấy, là các pháp nó đến và đi là vậy. Đây cũng là có thể nói là một kinh nghiệm là hành thiền đấy. Đấy, kinh nghiệm thiền định của Đức Phật đấy. Là nhờ cái kinh nghiệm ấy, nhiếp tâm vào an trụ tâm trong cái pháp hiện tại ấy, trong cái là những cái đối tượng thiền quán ấy, cái thiền định ấy, mà bất kỳ cái chuyện gì đến hàng khởi lên, thực sự là nó ảnh hưởng dao động tâm thức này. Đấy, ở đây là một kinh nghiệm đấy. Do đó là chúng ta nhớ là cái này là nói đến cái kinh nghiệm là đối trị của sợ khiếp đảm và sợ hãi của Đức Phật này. Đây là những cái cảm giác mà không ai ưa thích gì cả. Này, cảm giác gọi là khổ thọ mà nó thuộc vào những cái khổ thọ đó, làm cho người ta phiền muộn lắm, lo lắng sợ hãi. Thì nó vậy, tương tự như thế, những cái cảm giác lạc thọ cũng thế, cũng là phải đối trị bằng cái cách này thôi. Nghĩa là cái thằng cha này đến thì cũng có bực phiền chứ, vì nó cũng có chào đón nó, cũng có là xua đuổi với nó cả, nó đến về đi, nó về pháp nó vận hành tự nhiên của nó thôi, mình cũng tác ý nó gì về nó thì thôi, nó không dính dáng gì cả. Này, thì có khi nào mình tác ý về nó thì nó có cơ hội để mà gọi là đụng chạm đến mình, còn không thôi thì tự sinh tự diệt mà thôi. Này, thì do là chúng ta này thực ra đây là những cái kinh nghiệm mang cái tính cách của người đó là nhận diện về cái cảm giác, cái cảm thọ đấy chứ không có gì cả. Ở thiền quán, ở thiền định vậy, thân thọ tâm pháp nó tập lâu ngày trở thành kinh nghiệm. Thì phàm bất kỳ gì, những cái cảm giác gì là khổ hay thọ, hay là bất khổ bất lạc thọ khởi lên vậy. Nếu như thực sự có người ta cũng có hân hoan phản ứng, thuận ứng, nghịch ứng gì về nó cả, thì nó đến rồi hẳn lại đi thôi, chứ không có gì cả, nó không kéo dài, nó không ảnh hưởng gì đến mình cả là vậy. Thì ở đây Đức Phật cũng dùng cái kinh nghiệm ấy, ông nói rằng là khi ngài là sống trong các cái trụ xứ ấy đó,
này, và ngài cũng nhận diện được rằng là do duyên này do duyên khác nên có thể nên là những cái sợ hãi nó có thể nên là tác động đến này khởi lên này với ngài đó, nó có thể nó xúc chạm đến ngài này, ví dụ như là cái ông thú nó chạy gây ra cái gì đó chừng xẹt cái cũng công làm rơi cành cây hoặc là đôi khi luồng gió nó trôi qua nó tạo những cái cảm giác này cảm giác khác này, thì ngài đối trị bằng cái cách nào? Thì ngài lại đang là cứ bình thường, cứ tự nhiên vậy thôi. Trong khi đi kinh hành thì cứ vẫn là cứ đi kinh hành, ngài chú tâm vào vấn đề kinh hành này, thì những cái cảm giác ấy nó xâm chiếm ngài, chi phối ngài này. Còn vậy khi mà ngồi thì vẫn là đối trị ngay ở chỗ ngồi chứ không thay đổi tư thế này. Rồi khi đứng vậy này, cũng là đứng ngay ở chỗ đấy mà đối trị ngay ở cái chỗ đó. Đó, khi nằm cũng thế, không có thay đổi, chuyển biến. Nói cách khác là ở đây chúng ta không thấy được cái nội tâm, cái tâm thức đó. Này, nó đã được an tịnh này, được định tịnh nhiều rồi. Do đó nó có thể nói rằng là không tác động gì đến những cái gọi là những cái hành vi hoạt động gì nữa của con người lúc bấy giờ nữa cả. Cái tâm đã vững mạnh rồi đó, nó đã có tự tin nó vững mạnh rồi, nó an tịnh, nó định tịnh rồi đó. Thì do đó nó có thể nói như vậy, nó có thể nó chào đón hay là tiếp nhận một cái những cái hiện tượng ấy xảy ra này, một cách rằng là hết sức là an nhiên và tự tại vậy thôi mà nó không có phải là tạo ra bất kỳ một cái hành vi nào khác này, có thể nói như thế. Còn nếu như mà cái tâm mà hắn bị dao động bởi những cái cảm giác ấy hay bởi những hiện tượng ấy thì nó phải nó tác động lại, nó trở lại khiến cho con người ta phải thay đổi thế này thế khác, phải trốn chạy cái này khác. Thực sự là cái dao động của tâm thức chứ không có gì cả. À, đây là nói đến cái gọi là cái kinh nghiệm là tu tập hành thiền xấu của Đức Phật, theo ngài có được những cái kinh nghiệm này nhiều là đối trị với sợ hãi là vậy này. Thì do đó là ngài cũng có thay đổi các cái tư thế là vậy. Này Bà La Môn, trong khi ta đi kinh hành qua lại mà sự sợ hãi khiếp đảm ấy đến, thì này Bà La Môn, ta không đứng, ta không ngồi, ta không nằm, nhưng ta trừ diệt sợ hãi khiếp đảm ấy trong khi ta đi kinh hành qua lại. Này Bà La Môn, trong khi ta đang đứng mà sự sợ hãi khiếp đảm ấy đến, thì này Bà La Môn, ta không đi kinh hành qua lại, ta không ngồi, ta không nằm, nhưng ta diệt trừ sợ hãi khiếp đảm ấy trong khi ta đang đứng. Thì này, nên nói đến những cái tư thế nào đó thì ngài vẫn giữ nguyên cái tư thế ấy và đối trị và diệt trừ ngay những cái cảm giác sợ hãi khiếp đảm ấy trong chính cái tư thế mà đang vận dụng ấy này, chẳng có cái thay đổi tư thế. Ở đây nói đến cái kinh nghiệm cũng là điều tâm cũng là rất là có thể nói rằng là quá là sâu lắng hay sâu sắc mạnh mẽ của Đức Phật, cho nên có thể nói rằng ngài không có dao động nhiều nữa này. Cái kinh nghiệm thôi, nhớ đi, chúng ta chú ý cái chỗ này. Còn nói rằng là ngài cũng có thay đổi những cái tư thế khi những cái cảm giác sợ hãi mà khởi lên, thì ngài vẫn giữ cái đó mà chánh niệm tỉnh giác hoàn toàn, vẫn chuyên chú trong cái vấn đề là đi kinh hành của mình, trong cái vấn đề ngồi thiền nhiếp tâm, trong cái vấn đề đứng và tỉnh giác này, trong vấn đề nằm chánh niệm, đúng không? Thì đấy là cái kinh nghiệm là của Đức Phật là vậy. Thì chúng ta chú ý thêm cái phần nội dung tiếp nữa. Đây có một cái câu cái câu nói là xác nhận này, cái sự gọi là sáng suốt cái tỉnh táo của ngài này. Ngài cũng có tạo ra những cái tưởng tượng hay ảo tưởng gì nữa. Này Bà La Môn, có một số sa môn Bà La Môn nghĩ rằng ngài giống như đêm, nghĩ rằng đêm giống như ngài. Như vậy ta nói rằng những sa môn Bà La Môn ấy sống trong si ám. Này Bà La Môn, ta nghĩ rằng đêm là đêm, nghĩ rằng ngày là ngày. Này, có nhiều số Bà La Môn họ cho rằng là nghĩ rằng là bằng ngày giống như bằng đêm giống như bằng ngày. Nhưng mà ngài theo cái kinh nghiệm của Đức Phật thì ngài nói rằng đấy là cái sự mê lập. Này, một cái ảo tưởng tạo ra, cố gắng tạo ra một ảo tưởng. Còn là ngài thấy rất rõ, biết rõ đây là đêm là cứ đêm, ngày là ngày. Thực ra thì hắn cũng nhiều cách lắm. Nên tạo ra những cái ảo tưởng này, ảo tưởng khác này, nên xua đuổi cái cảm giác này, cảm giác khác này, một cách này, cách khác đó. Ví dụ như là vậy, trong cái trường hợp như thế thì
cái bừng đêm đó mà gặp cái trường hợp những cái sợ hãi khiếp đảm ấy nó xảy ra thì cứ nghĩ rằng là vậy thì nó ban ngày đấy, chứ không phải là đêm đen đêm tối đấy, ngày và đầy người nữa, nhiều lắm, chung quanh của mình bà con mình nhiều lắm đấy, thì một cái hàng xua đuổi cảm giác ấy chúng ta chỉ cũng là nhiều cách. Nhưng Đức Phật nói là đấy hàng con mê tưởng ra hàng mệt, chứ nói thôi hàng đêm là đêm, ngày thì cũng là một cái kinh nghiệm này, chúng cần phải tưởng tượng ra, hay nói cách khác là cứ nhiệt tâm này, cứ chuyên tâm vào một cái sống ở chánh niệm tỉnh giác, hoàn toàn chuyên chú vào một cái đối tượng, cái tâm thức theo dõi một đối tượng, cái nhận diện cái thực tại, thì cái chỗ này là chỗ không có bất kỳ một cái gì mà sinh khởi lên bây giờ nó chi phối tâm được cái cả. Ở đây còn nói là đến cái kinh nghiệm là tu tập của Đức Phật đấy, còn có nhiều trường hợp rồi họ nhờ cái này cái khác, đây cũng là một cái cách để mà xua đuổi đi những cái cảm giác đấy, cũng tạo thành một cái thói quen này, có thể nói như vậy. Ví dụ như là biển Đông mà chứ mà tôi còn nghe mấy thầy chứ mà đi biển chìm thuyền mà niệm danh Bồ Tát mà sóng tan hết liền đấy, gió Đông đi biển chìm thuyền niệm danh Bồ Tát sóng tan hết liền, sóng vậy thì vậy phải cách nào, sóng bây giờ chứ nói sóng làm rầm nữa bây giờ chứ như vậy là vô vọng cả rồi, nhưng bây giờ chứ làm sao để cứu vớt lên vớt vác lên được đấy, phải có cách chứ, phải không? Đấy, cái cách là sóng sẽ sóng chung quanh cả này, đây cũng là một cái sóng chung quanh rồi, chưa biết có yên không được không thì mình không biết, nhưng ít nhất sóng lòng nó yên được, cái sóng lòng ở trong lòng tương đối nó yên được. Đây còn sóng chung quanh thì mình không biết, những cái nữa thì cũng phải kinh nghiệm, nhưng ít nhất là vậy thì cái sóng lòng bây giờ chứ rung rẩy sợ hãi đấy có thể nhờ cái đó thì nó dù đi. Ở đây thì đây cũng có thể nói là rất là nhiều cách, có cách này cách khác cái cả nhưng mà Đức Phật thì nói vậy rồi, ngài đang đối diện với thực tại ấy này, quan niệm về cái thực tại ấy, nhận diện về thực tại đấy này, mà biết rõ cái thực tại đến và đi thì thấy thôi, chứ không có gì cả, nó đến đêm đến thì đêm, ngày biết rõ là nó là ngày, thì tất cả có thể nói rằng là cũng là những cái kinh nghiệm ấy cả, tùy thuộc vào cái vận dụng của người này người kia, ở trong trường hợp này trường hợp khác. Riêng Đức Phật thì ngài nói rằng là ngài đây là cái vận dụng theo tưởng tượng ra là ngày là ngày, ngày là đêm, đêm là ngày thì nói như vậy thì còn mê nên si ảo, mà ngài này đang là sáng suốt hơn, tỉnh táo hơn, nói đêm là cứ đêm này. Đây có thể nói rằng là cũng một là cái kinh nghiệm mà tu chứng của Đức Phật, chưa tu thì mình thấy núi thế. Đang trong tu thì núi không phải là núi, cũng một cách trải nghiệm cả, nhưng mà rồi thôi thì đến chân núi rồi thì cũng là một ánh trăng đấy thôi, chứ không có gì khác này đó, những cái kinh nghiệm này. Và cái ngài xác nhận là ngài là một cái vị mà gọi là vậy, nó không có si ảo này, cái kinh nghiệm này mà xác nhận là ngài một cái vị mà sáng suốt, không có si ảo, đã sinh ra ở đời vì cái hạnh phúc an lạc cho số đông, vì lòng thương tưởng cho đời vân vân. Thì chúng ta chủ là tiếp nữa là đến nói đến cái chúng ta đáng lưu ý thêm cái nội dung, còn cái phần này xem như là mình cũng vừa đừng chú ý lắm, ai đọc từ đầy đủ thì đọc, nhưng mà có những cái mà chú ý thì là cần chú ý một số các cái nội dung chính đó. Thì đây là cái nội dung thứ ba mà chúng ta lưu ý rằng là cái kinh nghiệm là tu tập của Đức Phật này, cái kinh nghiệm tu tập và chứng đạo của Đức Phật, cái kinh nghiệm thứ ba này, kinh nghiệm mà là tu tập và chứng ngộ thứ ba, tất nhiên là trải qua là tất cả là kinh nghiệm cả. Chúng ta không thấy vậy, tất cả là kinh nghiệm của tu trì của ngài cả, chứ không phải gì cả. Cái thứ ba này chúng ta nói đến là
những cái kinh nghiệm và tập trung về hành thiền và chứng đắc thì tam minh đưa đến cái quả vị giải thoát á. Còn đây là có thể nói là những cái kinh nghiệm mà ngài đã từng hành trì trước đó ở trong những cái giai đoạn của thực hành khổ hạnh rồi, ngài đã từng trải qua những cái cảm nghiệm mà đầy sợ hãi rồi, cái cảm là kinh nghiệm được những cái trường hợp như thế. Này, chúng ta có những một số bài kinh để có thể nói là từ đó mình hiểu ra được là cái chặng đường ấy, những cái khoảng thời gian khoảng 5-6 năm mà Đức Phật tu khổ hạnh thì nó lưu giữ rất nhiều tài liệu kinh điển, nó còn lưu lại đầy đủ lắm. Đây là một trong những bài kinh mà nói đến những cái gọi là cái kinh nghiệm mà những cái tháng năm tháng mà ngài đang là tu tập mà gian nan khổ hạnh này, là có thể nói là những cái kinh nghiệm về cái là sợ hãi cái khiếp đảm này. Bên cạnh đó thì chúng ta có những cái bài kinh ví dụ như là Sư Tử Hồng Đại Kinh cũng nói về những cái kinh nghiệm thành trì khổ hạnh của ngài, rồi Sát Chát Ca Đại Kinh này rất nhiều, cho nên là những cái thông tin này cho thấy về lịch sử nói rằng ngài đã trải qua 5-6 năm thì chúng ta thấy là có những cái tài liệu để biết rằng là ngài đã từng trải qua rất là nhiều các cái phương pháp Phật môn tu khổ hạnh, thì điều đó đúng thực sự với một khoảng thời gian như vậy, thế mà ngài đã nói lại đầy đủ trong các bài kinh này, để cho thấy là ngài hành trì vô rất nhiều các cái pháp môn khổ hạnh khác nhau mà cuối cùng là phải từ bỏ đi, nó không vô ích quá, nó không lợi lạc gì cả, hay là nó không đưa đến cái tu cảnh này, nó không đưa đến cái gọi là nghiệp ly đi tham an tịnh thắng trí giác ngộ niết bàn, nghĩa là nó không phải là phục vụ cho mục đích này, nhưng là ngài sau ngài từ bỏ đi rồi, vậy phải chọn con đường trung đạo tu tập theo giới định tuệ. Thì ở đây chúng ta chú ý về cái nội dung thứ ba là quý thầy mình chú ý về cái gọi là cái sự gọi là nhiệt tâm tinh cần hành thiền và chứng được là tự thiền sắc giới. Bắt đầu từ câu này, này Bà La Môn, ta tinh cần tinh tận không lười biếng, nghĩa là ngài xác nhận là ngài đã từng tu tập như vậy này, trải qua những cảm nghiệm ấy và không ngừng tinh cần tinh tận trong cái quá trình tu tập của mình này. Đức Phật có một cái đức đặc biệt là cái sự tinh cần tinh tận trong cái vấn đề mà theo đuổi chân lý, tìm cầu chân lý. Ngài trải qua những ngày năm tháng khổ hạnh như vậy đến độ cuối cùng mà kiệt lực lắm, khi đó bây giờ mới tự thắc mắc tại sao là mình lại theo đuổi một cái pháp môn mà thấy nó không có lợi lạc như thế nào, làm cho thân kiệt quệ, tâm mệt mỏi đi như thế này. Còn trước đó là cả một cái khoảng thời gian gọi là tinh cần tinh tận vậy. Chúng ta nhớ rằng là ngài sau khi mà ngài từ biệt là hai cái vị đạo sư là Aradakalama và Udakaramata, là các vị hai vị đạo sư đầu tiên mà ngài đến học thiền đó, và bắt đầu gia nhập cái nhóm mà năm cái vị ẩn sĩ cùng tu khổ hạnh với ngài, là năm cái vị ẩn sĩ nó là lớn hơn ngài nhiều lắm, là từng có những cái vị mà từng là khi mà ngài mới sinh ra là đẻ ra là bắt đầu mấy vị ấy là đến xem tướng chứ rồi đó, trong hoàng cung ngài. Nhưng sau đó thì ngài 29 tuổi như vậy, ước chừng vì những vị ấy đã lớn tuổi lắm rồi mà đã gọi là có quá trình mà tu tập khổ hạnh là kinh nghiệm đầy mình rồi đó. Nhưng mà khi mà Đức Phật mà đến mà gia nhập cùng tu khổ hạnh với vị ấy một thời gian ngắn thôi này, là mấy vị đó là nể phục ngài đó này, xem như là phải hầu hạ ngài, phục vụ cho ngài, bởi vì cái sự tinh cần tinh tận ngài vượt trội hơn những vị ấy, họ nể phục đấy. Nhưng mà là càng nể phục chừng nào thì một khi mà Sa-môn Gotama mà từ bỏ thì họ lại càng thất vọng đi rồi. Mà là khi mà ngài 5-6 năm mà thấy có kết quả ngài từ bỏ đấy, quyết tâm từ bỏ để chọn con đường trung đạo đó, thì ngài rời cái nhóm này đi. À là không phải ngài rời, ngài đi đến một cái tù lạc Uruvela và cái nhóm này mà thấy cái ngài bắt đầu có cái sự thay đổi trong cái sinh hoạt hay trong cái gọi là cái lối tu trì, là họ buồn quá rồi họ mới bắt đầu rời đi từ cái chỗ Uruvela đến Varanasi. Một khoảng cách ước chừng khoảng là 500-600 cây số, họ buồn quá đi, trước đó họ nể phục ngài lắm, nhưng mà càng nể phục chừng nào khi mà nghe ngài rời bỏ khổ hạnh họ buồn ghê lắm, nhưng mà họ nể ngài là cái sự tinh cần tinh tấn này. Ở đây là rất là nhiều các cái tài liệu nói cho thấy chúng ta thấy được cái đức tính này đặc biệt lắm. Này, cái sự tinh cần này Đức Phật xác nhận là ngài là khổ hạnh đệ nhất, bần uế đệ nhất, độc cư đệ nhất và tinh cần đệ nhất rồi. Này. Thì đây chúng ta nói đến cái vấn đề là tinh cần tinh tận điểm của cái sự nỗ lực tu trì của Đức Phật mà là thực hành là thiền định và đưa đến cái sự chứng đắc tam minh, đoạn trừ cái vô minh là chấm dứt khổ đau. Bắt đầu từ ngày này, Bà La Môn, ta tinh cần tinh tận không lười biếng, ta an trụ chánh niệm không có
mà tán loạn thân được khinh an, không có dao động tâm được định tĩnh chuyên nhất, này Bà La Môn, ta ly dục ly các ác là bất thiện pháp chứng và trụ thiên thứ nhất, một trạng thái hỷ lạc do ly dục sinh với tâm với tứ. Ở đây nói đến cái sự gọi là nghiệm đi, là chứng là tu chứng bốn thiên, chứng bốn thiên thành tựu tam minh, đoạn tận lậu hoặc, cũng đồng nghĩa là đoạn tận khổ đau. Để cái nội dung thứ ba là quý thầy chú ý cho cái này thôi. Cái kinh nghiệm mà tu tập này chứng được cái bốn thiên sắc giới, sơ thiên, nhị thiên, tam thiên, tứ thiên, chúng ta sẽ gặp lại cái này cả một cái lộ trình là tu tập của là cái kinh nghiệm của Đức Phật, rồi sau đó ngài giảng dạy lại lưu đầy trong cái kinh này rằng nếu cái gia là cứ thực hành về giới, căn bản của giới là thân hành, khẩu hành, ý hành, thanh tịnh, mạng sống thanh tịnh, là hộ trì các căn, chủ tâm cảnh giác, chánh niệm định giác đấy, thì những cái gọi là những cái pháp tu ấy thuộc về sila. Để tiếp theo nữa là samadhi, là nói đến cái bốn thiên sắc giới này, sự thực hành và chứng được bốn thiên sắc giới. Rồi trên cơ sở của cái bốn thiên sắc giới, hay là trên cái cơ sở của một vài đăng cái nội tâm mà an tịnh thuần nhất, không nhu nhuyễn, vững chắc bình thản như vậy, ngài hướng tâm chủ tâm đến cái sự chứng đắc tam minh, rồi túc mạng minh, thiên nhãn minh, về lầu tầng minh, đưa đến sự đoạn trừ lầu hoặc và thành tựu quả vị giác ngộ. Thì sau đó là ngài giảng dạy con đường là hoàn toàn như vậy. Tất cả những cái kinh phần lớn kinh điển ở trong kinh Tạng Pali là nói về cái đạo lộ mà tu tập này, từ giới đến định và tuệ, thì theo cái sự là diễn tiến ấy, hay theo cái những cái pháp môn ấy, cái phương pháp đó. Ngài về có giới đức rồi. Rồi đến tiếp nữa là đạo luyện nội tâm thông qua cái sự việc đang là hành thiền và chứng được bốn thiền sắc giới, sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Rồi trên cái cơ sở của thiền thứ tư là gọi là bất đồng thiền ấy, để bắt đầu là gần là phát triển cái trí tuệ, chứng đắc được cái tam minh, túc mạng minh, thiên nhãn minh và lầu tầng minh, đưa đến cái sự là đoạn trừ hoàn toàn các lầu hoặc là dục lầu, hữu lầu, vô minh lầu, là chấm dứt hoàn toàn cái sự tái sinh sinh tử luân hồi. Thì đây là quý thầy đọc là trong tất cả các cái kinh của kinh Tạng Pali, nó đơn giản một cái lộ trình đó thôi, chứ không có nhiều lắm. Do là nắm một lần là sau đó là biết hàng nào lặp lại thôi, tất cả các kinh khác không lặp lại cái tiến trình này nhiều. Có vài chỗ nữa mô tả, ví dụ như nói là không phải là chỉ có là tứ thiền sắc giới, mà nói đến cái tứ thiền vô sắc, rồi diệt thọ tưởng định. Rồi trên cái khi mà chứng được diệt thọ tưởng định thì ấy, lúc bấy giờ đủ trí tuệ nó đấy, ngay ở chỗ đó nó cắt đứt, nó đoàn tận các lầu hoặc, xem như là một cái tiến trình. Nhưng mà ít cái chỗ này mô tả ít, còn phần lớn là tập trung vào cái là nói đến cái phương pháp hay con đường mà là tu tập mà hướng đến cái cứu cảnh giải thoát, cứu cảnh giác ngộ, con đường đưa đến cái sự chứng đắc cái quả vị A La Hán vậy. Chỉ gọi là giới, định và tuệ, là giới này. Thì những cái pháp tu về cái căn bản về đạo đức rồi, thân hành, khẩu hành, ý hành, thanh tịnh, mạng sống thanh tịnh, hộ trì các căn, vân vân này, thì đều thuộc về giới học. Còn thiền định thì khi nói samadhi thì là đến gọi là bốn thiền này, cái sự thực hành để chứng được sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Và khi mà chứng được tứ thiền ra thì tiếp tục phát triển, tiếp là gọi là nuôi lớn là trí tuệ rồi, và hướng đến cái sự thành tựu và chứng đắc được tam minh này, đưa đến sự đoạn trừ lậu hoặc, phải thành tựu quả vị A La Hán này. Đây một mô tả đấy cả. Rồi quý thầy chỉ cần nhớ cả nên biết là mình đọc cái kinh nào nó cũng hiện ra cái đường hướng này cả, phần lớn loại chỉ có một số một vài bài kinh một vài nơi nói đến cái vấn đề là thêm cái tự không nữa, không nói đến cái gọi là tam minh, nhưng mà nói đến cái tự không, nói đến cái diệt thọ thường định, cái chỗ ngay ở chỗ đấy, đoạn trừ lậu hoặc ở chỗ đấy. Nhưng mà cái lỗi diễn đạt ấy, lỗi là trình bày ấy hạn chế ít, còn cái này là phổ biến nhất, nhiều nhất lỗi trên này. Thì do đó là cái nội dung thứ ba là quý thầy quý cho cái là cái sự mà là nhiệt tâm tinh cần là này, hành thiền mà chứng được sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền này. Nhớ cho cái định nghĩa về cái thiền là tí thì như thế nào gọi là này, vì là ly dục ly cả các bất thiện pháp chứng và trụ thiền thứ nhất, một trạng thái hỷ lạc do ly dục sinh, có tâm có tứ này.
này để diệt tâm và tứ chứng và trụ thiền thứ hai một trạng thái hỷ lạc do định sanh không tâm không tử nội tịnh nhất tâm. Bởi vì đấy là hàng này thì thuộc thôi chứ không có gì khác cả. Cái chỗ này chỗ hàng những cái định nghĩa trụ xác không có diện dịch được nhiều. Mà mình sợ nhất là sợ diện dịch, mình chưa có đủ hiểu biết và chưa có đủ kinh nghiệm tu chứng, mình sợ lắm. Mình cẩn thận học lời Phật là vậy. Không học thôi chứ học vô là biết liền, giật mình chỗ nó không phải là chỗ mình dễ vui. Còn mình nói sao không được cả này. Còn là đụng đến lời Phật là hết sức thận trọng vậy. Vậy cái kinh nghiệm giác ngộ lớn lắm. Cái chỗ nó chưa phải cái chỗ mình đã đụng đến được, mình chưa cảm nhận được bao nhiêu cả, do đâu phải hết sức là thận trọng vậy thôi. Này rồi là lý hỷ trụ xả chánh niệm tình giác thân cảm sự lạc thọ mà các bậc thánh gọi là xả niệm lạc trụ chứng. Này. Thì thứ ba là vậy. Rồi xả lạc xả khổ diệt hỷ ưu được cảm thọ trước chứng và trụ thiền thứ tư không khổ không lạc xả niệm thanh tịnh. Ở đây này. Về nói về bốn thiền sắc giới là vậy. Để ngài chứng cái đó. Này, kinh nghiệm ngài mô tả lại cho mình là các cái cấp độ tu chứng hay là thành tựu được hay tiến bộ hay tiến triển về cái tâm thức là vậy. Và trong đó đi kèm với những cái cảm giác cảm thọ rất rõ ràng là được thanh lọc lần nữa cho để đạt đến cái độ gọi là thuần tịnh và thanh lương, thanh lọc tâm, thanh lọc cảm thọ vậy. Rồi chúng ta đi đến nói đến cái tam minh, quý thầy cũng nhớ cho gọi là túc mạng minh, thiên nhãn minh và lầu tầng minh. Tứ thiền là vậy, tứ hạng là sơ thiền, rồi nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Rồi tam minh là túc mạng minh, nghĩa là những cái gọi là cái khả năng để nhớ được những cái đời sống quá khứ của mình, vô số đời sống quá khứ của mình một cách rất là chi tiết, kể như là đại cương về chi tiết thì nhớ rất rõ đầy đủ như thế thì gọi là túc mạng minh. Nhớ lại những cái khoảng thời gian này là vô cùng vô tận đang trôi lăn trong sinh tử luân hồi cho đến bây giờ thì nó chấm dứt rồi. Và bây giờ nhớ lại biết rõ, thấy rõ, thấy như in rõ ràng, không sai một chi tiết nào cả, có cái khả năng này, cái gọi là sự hiểu biết hay là cái tâm thức nó thanh tịnh và nó có cái khả năng để mà nhớ rõ, biết rõ được những cái kinh nghiệm trôi lăn này, cái kinh nghiệm sinh tử ấy, mà nhớ đầy đủ các chi tiết này. Vậy kể cả là khi nào thế này, sinh ra ở đâu rồi mang cái tên gì, dòng họ gì, giai cấp gì, kể cả ăn uống gì như thế nào, cảm giác lạc thọ khổ thọ như thế nào, nghĩa là chi tiết mà ngài vẫn nhớ được. Đây là nói đến một cái năng lực cũng đặc biệt của cái tâm thức, nó có khả năng này, được gọi là túc mạng minh. Và cái thứ hai là thiên nhãn minh này, tam minh này, thiên nhãn minh. Nhớ quý thầy nhớ chứ cái chức năng của cái này hay là cái đặc điểm của cái thiên nhãn minh là vậy. Nó có cái khả năng để là thấy rõ này cái vận mệnh hay là cái sự tái sinh khác nhau của chúng sinh ở cảnh giới này cảnh giới khác, tùy hoàn toàn tùy thuộc vào nghiệp lực của các chúng sinh này, thiện hay ác nó hoàn toàn tùy thuộc vào cái nghiệp lực của chúng sinh này thôi, không có gì cả. Này, nó chúng sinh thì nó gọi là còn trôi lăn trong sinh tử luân hồi, còn tái sinh ở trong các cảnh giới của tam giới ở trong samsara, và cái vấn đề mà họ tái sinh ở cảnh giới nào thì hoàn toàn là tùy thuộc vào cái nghiệp lực này mà họ đã tạo ra. Này, thì đấy gọi là cái nội dung này của là thiên nhãn minh là vậy đó. Thấy rõ, hiểu rõ, chứng đắc được, chứng ngộ rõ ràng về cái sự tái sinh khác nhau của chúng sinh ở trong các cảnh giới khác nhau, hoặc là khổ đau hoặc là hạnh phúc, hoàn toàn tùy nghiệp lực của các chúng sinh này. Đây là nội dung chính của cái là minh thứ hai, là thiên nhãn minh vậy. Và cái gọi là lầu tầng minh là cái minh thứ ba đó. Thì nội dung của cái chính cái là lầu tầng minh này là cái sự gọi là chứng ngộ một cách đầy đủ vô rốt ráo về khổ tập, khổ diệt và con đường đưa đến khổ diệt, chứng ngộ đầy đủ về cái đó tứ đệ này, không có gì cả này, gọi là thành tựu đầy đủ, chứng đắc đầy đủ về cái nghĩa khổ đau, thấy rõ cái cội gốc rễ khổ đau, đoạn trừ được nó này, và đã thực hành cái con đường mà đưa đến cái sự chấm dứt hoàn toàn cái khổ đau ấy. Này, thì gọi là lầu tầng minh rồi. Hay là cái nội dung của lầu tầng minh là sự chứng ngộ đầy đủ về tự diệu đế.
đưa đến cái sự là chấm dứt hoàn toàn dục lầu, hữu lầu, vô minh lầu, chấm dứt hoàn toàn cái sự tái sinh này, khổ đau này, chấm dứt hoàn toàn, cắt đứt hoàn toàn, đoạn tận hoàn toàn, này gọi là lầu tận minh là vậy. Này còn về mô tả thì vậy nữa. Mô tả thì trong kinh dài, nhưng mà hẳn là vậy, cái nghĩa nào vậy, vị thầy nắm cái nghĩa cũng được, còn cái nào vậy. Đấy, nhưng mà tốt nhất thì phải nhập để mà khi mà có mà dùng, khi mà có sự có gặp phải mà dùng thôi. Rồi đây thì tập lần dùng quen chứ không phải một lúc mà nhiều quá mới học, nhiều quá học cũng nổi, nhưng mà đọc lâu ngày thì quen đi, vắng mặt vắng cảnh nên nó quen đi là vậy. Thì đấy là chúng ta thể nói là cái nội dung thứ ba là vậy đó, là xem như là cái nội dung, là nội dung chính của bài kinh nằm ở trong cái ba cái vấn đề ấy. Cái bài kinh này là riêng cái bài kinh này có cái xác nhận cho chúng ta một cái thông tin nói về cái sự chứng đắc tam minh của ngài đó, mà đưa đến cái sự là đoạn tận khổ đau đó. Này thì cái bài kinh này có nói đến một cái gọi là xác nhận cho chúng ta về một cái thông tin liên quan đến cái thời điểm giác ngộ của ngài đây, là nói đến trong đêm canh thứ nhất. Này, trong đêm canh đầu, canh thứ nhất, thưa quý thầy là chú ý rằng là cái Ấn Độ họ chia một đêm thành ba canh chứ không phải năm canh giống như mình. Nhớ nó ba canh. Canh một, cái rồi canh giữa, rồi canh cuối. Này, xem như ba canh thôi chứ không phải là mình đêm năm canh rồi ngồi là mà mấy thầy nằm không ngủ rồi mình. Này. Nhớ là mấy thầy đâu cũng ngủ nhiều, tỷ kheo đâu cũng ngủ nhiều, không phải bởi vì ưu tư về con đường giải thoát giác ngộ, do đấy người ta tinh cần ở đâu đâu cũng ngủ nhiều được. Nói là có năm hàng người, tôi nói về năm hàng người bằng đêm ngủ ít thức nhiều. Mấy quý thầy nghe trong có vị tỷ kheo trong. Cái hàng thứ nhất là mấy ông bằng đêm mà cứ nhớ tưởng đến mấy ó ngủ không được, nên ngủ ít thức nhiều. Hàng thứ nhất Đức Phật dạy để cho không phải tôi nói đó đâu, có bị kinh rồi này. Cái hàng thứ hai là mấy o, cũng là vấn đề mà tớ tưởng nhớ đến mấy ông là ngủ ngủ không được, hay là đêm thức năm hàng người, hay là vấn đề mà ngủ ít thức nhiều. Cái hàng thứ ba là biết ai không, đúng rồi đó, bởi quý thầy có đọc rồi đó. Thì cái tay ăn trộm vậy, nó rình mòn đêm, nó tính cân cờ đó, đó. Nhưng mà ta tính tận đó. Chẳng tin tận thì khác, mà cha tin tận là khác chứ. Ta tin tận Viriya hay là Vajama, Micha là ta, còn bên kia là Samma là chẳng. Này là thôi cho còn anh nói cho Rin Mo mới lấy được một cái cải trí của người ta cũng vất vả lắm chứ vì dừng chơi đâu. Nhưng mà cái động cơ không tốt cho nên không bị kết án này thôi, chứ con anh cũng nỗ lực cả. Nhưng mà vấn đề là nỗ lực, nhưng mà nỗ lực như thế nào nữa. Này cho nên mà kể anh trộm đông đêm ngủ ý thức nhiều là vậy, anh rình mò vất vả. Ở đây tôi thấy lâu quý thầy không bé không bắt được một vài anh đó, nó chỉnh điểm nó đi phiền rình mò lúc nào đâu biết, mà thấy mấy thầy không đông quá hơn nữa, mà trẻ 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 nữa cho con tôi chạy xuống, tôi sợ quá tôi đâu chạy xuống. Nhờ mấy thầy trẻ trẻ họ còn lâu còn nóng nhiều khi cũng còn một lần, lâu còn lần nữa. Thế là hành trình mau cách nào như thế này, chứ là để người đang làm Micha là Vijariya là vậy, ta tinh tấn. Cái hàng thứ ba là vậy đó, bằng đêm ngủ ý thức nhiều là ăn ăn trộm. Cái hàng thứ tư ai à? Hả? Không, người tu hành là cuối. Cái hàng thứ tư là ông vua hay vị lãnh đạo ưu tư về lo lắng về chính sách cái này khác, về đất nước giờ này chuyện khác, cũng có thể nói như vậy, tùy theo ai muốn nghĩ như thế nào về cái vấn đề là vấn đề đó ngủ ý thức nhiều tốt cái xấu thì tùy theo mọi người nghĩ. Nếu Đức Phật có nói đến chuyện đó, riêng tôi thì tôi nói là có một cái trường hợp từ năm á, là tôi nói cái này là tôi nói là tốt đẹp thôi, chứ còn cái mấy ông kia tôi không biết, không có kinh nghiệm. Tôi nói là cái trường hợp thứ năm là vị tỳ kheo ưu tư, đây cũng dùng chữ ưu này, Domanasa ưu này là, nhưng mà ưu rất là đặc biệt, cho nó không phải ưu sâu ưu muộn, lo lắng quan tâm này, nghĩ là phải nỗ lực như thế nào để mà cần cầu sự tiến bộ ấy, để mà đạt được sự tiến bộ mà thành tựu được cái quả vị ấy, vị ấy cũng rơi vào cái ưu, là một cái cảm giác ưu đó. Nhưng mà ưu thuộc loại là ưu xuất thể, ưu xuất gia chứ không phải ưu tại gia, là nó có phân biệt mỗi người ưu vậy. Sản có hai loại, ưu có hai loại, lạc có hai loại vậy, là lạc thuộc về thế gian lạc,
rồi xuất ly lạc, rồi ưu này vậy, ưu này cũng có, gọi là ưu gà đấy, nội nội lo lắng tí, nội ưu tư tí. Nhưng mà ưu cũng có, cũng thuộc hai loại, rồi thế gian là ưu khác. Này, ưu tư để đi tìm kiếm cái thế giới của nó. Nhưng mà người xuất gia vậy, còn đem một trằn trọc ưu tư. Ưu tư làm sao để mà là tiến bộ đạt được cái mục đích này, mục đích của sự tu hành này. Do đó vì ấy ông đêm mà ngủ ít thức nhiều là vậy. Đây là năm hàng người là vậy. Thì đây là nói đến cái thời điểm mà giác ngộ, thì chúng ta quay trở lại tí nữa. Quý thầy nghĩ thôi, về cái đơn giản. Nhưng mà rồi thì nắm những cái nội dung ấy thôi. Là thì căn đầu á, thì ngài chứng được gọi là minh thứ nhất là vậy, là căn đầu tiên được chứng như vậy còn sớm đó, còn là tạm chín giờ như vậy. Vậy là chứng đây là này Bà La Môn, trong đêm căn đầu ta chứng được minh thứ nhất, vô minh diệt, minh sanh, bóng tối diệt, ánh sáng sanh, trong khi ta sống và không phòng vật nhiệt tâm tinh cần. Ngài xác nhận là ngài chứng được cái gọi là túc mạng minh đó, là cái căn đầu tiên. Như vậy là chỉ trong một đêm, vậy nên cái sự tỉnh ngộ, cái sự giải thoát của ngài diễn ra trong khoảng một đêm này, từ căn một cho đến căn ba hay căn cuối này. Này rồi này Bà La Môn, trong đêm căn giữa, nghĩa là cái căn thứ hai này, căn giữa ta chứng được minh thứ hai này, là thiên nhãn minh, vô minh diệt, minh sanh, bóng tối diệt, ánh sáng sanh, trong khi ta sống không phòng dục nhiệt tâm tinh cần. Đây là cái sự người xác chứng cho thấy cái khoảng thời gian ngài chứng ngộ như vậy chỉ diễn ra trong vòng một đêm này, từ căn một cho đến căn cuối, nghĩa là ba căn này. Này Bà La Môn, trong đêm căn ba ta chứng được minh thứ ba, vô minh diệt, ánh sáng sanh, bóng tối diệt, này trong khi ta sống không phòng vật nhiệt tâm tinh cần. Như vậy là cái căn, nghĩa là mình đọc ở đâu rồi, là khí sớm mai vừa mọc phải không ạ? Đây mấy cái nữa là tiểu thuyết mà sao cả, chứ không có gì cả. Truyền viết rồi viết này, mấy tác phẩm ấy viết này. Tiền ước chân là vậy là sớm mai, như là mọc là quả nửa đêm nữa phải không ạ? Mình sớm mai mọc phải không ạ? Sớm mai. Mấy giờ? 4 giờ hả? Mới có sớm mai hả? Tôi nghe sớm mai thì chưa thực sự chưa biết giờ nào, nhưng ước chân thì nó là phải là gần sáng thì sớm mai. Cho thực sự không biết rõ nó, không có tài liệu nào mình chưa đọc nữa cái nữa. Thì như vậy là cái túc mạng mới ai là cái lầu tầng minh rồi, ngài thành tựu được cái là lầu tầng minh cho này vào cái lúc gọi là sao mai mọc, là căn cuối này, căn thứ ba. Ở đây có cái bài kinh này có cái thông tin cho chúng ta biết rằng là cái sự giác ngộ của ngài diễn ra là liên tục, có thể nói liên tục kéo dài trong vòng một cái đêm đó, từ căn đầu này đến căn giữa, đến căn cuối là vậy. Ba. Chúng ta sang cái phần gọi là xem như là cái phần kết luận á. Đây chúng ta nhớ là phần cuối của bài kinh. Cái nội dung là của bài kinh, quý thầy nhớ cho cái ba cái ý tưởng ấy, ba cái ý chính ấy là cái phần tiếp theo là một cái lời xác chứng hay xác tín của Đức Phật, xác chứng của Đức Phật. Là ngài vẫn tiếp tục sau khi mà đã giác ngộ rồi, mà lúc mà đã gọi là vẫn còn là giác ngộ rồi là thực hành cái công cuộc mà thuyết pháp độ sinh hay là sự nghiệp đó, thì ngài vẫn là thỉnh thoảng vẫn trú ở trong các rừng núi, mà có thể nói sống cái nếp sống ở trong rừng núi ấy chứ không phải là hoàn toàn là rời xa nào, là thầy nói như vậy. Và thỉnh thoảng Đức Phật cũng có gọi là những người gọi là sống là gọi là ẩn cư, như là sau này quý thầy này là mấy ba con mình hay nói là sống gì đó là nhập thất á, có ngày nay có một vài bài kinh nói đến cái trường hợp này, khi ngài nhập thất là ba tháng hoàn toàn không có tiếp ai cả, chỉ có độc nhất cái vị thị giả được cơm buổi trưa mà thôi. Rồi đôi khi 15 ngày, rồi khi có 3 tháng này, mà hoàn toàn là lúc bấy giờ là không có tiếp ai cả, bất kỳ ai. Này, gọi là cũng là có những cái gọi
một vài bài kinh đề cập đến một một vài lần Đức Phật gọi là xem như là nhập thất vậy. Đây này, thì đây là cái lời xác chứng của Đức Phật là không phải ngài vẫn tiếp tục có thể này là ngài sống ở một cái đời sống gọi là viện lý độc cư ấy, này hay là sống là ở tại các cái rừng núi vậy, này nhưng không phải là vì để mà đoạn trừ tham sân si nữa, để mà chứng đắc giải thoát nữa, mà thực sự ngài rồi giải thoát rồi, ngài đã đoạn trừ tham sân si rồi, này mà ngài vẫn sống ở trong các cái trụ xứ ấy là vì sao? Là vì có để có được hai gọi là vì hai lý do mà ngài mặc dù là đã một vị mà đã thành tựu cái quả vị giải thoát cái giác ngộ rồi mà ngài vẫn thỉnh thoảng mà sống ở trong rừng núi, là ngài xác nhận là vì hai lý do. Thứ nhất là có được cái hiện tại lạc trú này, cái môi trường đó, nhờ cái môi trường ấy có được cái sự thanh thản kia. Đức Phật nói rằng là khi vậy, ai có cái kinh nghiệm nào là khi mà ta như thế này, ta đi như thế này và đằng trước không có ai và đằng sau không có ai, thì lúc bây giờ nó an lạc là lắm. Đây cũng là một cái kinh nghiệm đấy. Mà là khi mà ta đi mà đằng trước không có người, đằng sau không có người, thì lúc bây giờ mà thầy nói là họ được cái sự an lạc này. Rất là tốt đẹp. Thế nên nói đến cái gọi là hiện tại lạc trú đó, thì vẫn là cái môi trường này để có thể nói rằng là cảm nghiệm được cái gọi là an lạc này. Này, hay là một môi trường thuận tiện cho cái vấn đề hành thiền, vấn đề tu thiền đó. Là cái rừng núi ở cái chỗ hoang vu hoang vắng, ít người, không có là sinh hoạt quần cư, không bị nhiều cái ảnh hưởng lắm. Này, do đó là có hai có hai vị tỳ kheo mà là hành thiền mà ngồi gật lên gật xuống, ngồi ngủ gục. Này, một người thì ở trong rừng á, còn một người thì ở thành phố. Mà hai cái anh tỳ kheo ấy, hai cái vị tỳ kheo ấy đều là ngồi thiền mà ngủ gục cả. Thế Đức Phật kể câu chuyện vậy đó, nói rằng là có hai vị tỳ kheo vậy, một cái người đang ở ngôi chùa ở thành phố và một người ở trong rừng á, mà thì cả hai vị ấy đều là hành thiền, nhưng mà anh nào ngồi thiền cũng là gật lên gật xuống ấy cả, đồng đẳng với nhau về phương diện đấy, không ai hơn ai, không ai kém ai về phương diện ngủ gật ấy cả. Như là Đức Phật nói rằng là ngài vẫn tán thán cái người mà hành thiền ở trong rừng nhiều hơn là vì mà tỳ kheo mà ngồi hành thiền là gật lên gật xuống ở thành phố. Là bởi vì sao vậy? Bởi vì nói rằng là cái vị tỳ kheo mà ở trong thành phố mà ngồi mà thiền mà vậy mà cũng chứng được thiền mà gật lên gật xuống ấy, rồi sau khi mà hết gật lên chút xíu là quân chúng người ta gõ cửa, ta thăm, ta viếng, làm quấy rầy vì ấy, vì ấy không có đủ thời gian để mà tu tập được. Do đó là không lời lạc. Ngược lại, một cái vị tỳ kheo mà ở trong rừng vậy, hết gật lên gật xuống rồi thì lại hành thiền thôi chứ không ai quấy rầy cả, bởi vì chỉ có cây rừng đó thôi chứ không chả có gì. Đấy, đấy, đây là nói đến cái môi trường, nghĩa là trong cái tương đối có những cái môi trường mà nó phù hợp, nó thích hợp cho, nó cần thiết giúp cho cái vị ấy để có thể này là đạt được những sự tiến bộ trong cái tu tập là vậy. Đấy, do đó là gọi là hai cái vị tỳ kheo cùng là ngủ gật cả, nhưng mà Đức Phật nói rằng ngủ gật ở trong rừng này vậy thì đợi hết gật xong này lại ngồi thiền chứ không chả có việc gì, không có ai quấy rầy đâu vậy. Do đó thưa quý thầy vậy, quý thầy mà đến đây thôi thì mình cũng gật lên gật xuống cũng không sao cả. Này, mình cứ đến thôi. Này, nghe được bao nhiêu rồi thôi, hẳn gật lên gật xuống, hoặc là đôi khi ngồi nói chuyện với nhau cũng được, không sao. Nhưng mà là hết nói chuyện đây, nghe được này lời Phật một tí, hết gật, nghe được lời Phật một tí chứ hơn ở nhà. Thế là thôi, ở nhà thì vậy. Vâng, là chúng ta nói chút nữa và xong cái bài kinh. Thôi thì xin nghỉ này, không gọi gì nhiều. Là cái bài kinh là kiếp đạm và sợ hãi, thì quý thầy là chúng ta đã nói qua cái phần nội dung chính của bài kinh là chúng ta có thể nói rằng là chú ý là tập trung và chú ý đến cái những cái là lời dạy của Đức Phật, hay là lời cái kinh nghiệm
mà tu tập của Đức Phật á được phản ảnh lại ở trong cái bài kinh đó. Thì ngài nói đến cái những cái giống như là một cái sự tán đồng cái quan điểm của là Bà La Môn Janusoni đó, nói rằng là thực sự là khó khăn cho cái đời sống và là ở các cái trụ sở hoang vắng ở rừng sâu khó rằng là sống cái hành viện ly và cũng khó để mà và rằng là thưởng thức được cái đời sống và là độc cư thiền tịnh. À, thường là rừng núi là làm cho cái tâm tư của vị tỳ kheo mà chưa chứng thiền định được thôi thì rơi vào cái rối loạn hay sợ hãi và vân vân. Thì Đức Phật đồng tình với cái quan điểm hay là cái nhận xét ấy này, và ngài nêu ra một số các 16 trường hợp, thì vị thầy nhớ cho cái 16 cái trường hợp này như là 16 cái gọi rằng là cái sự là không hoàn thiện về cái đạo đức, về tâm linh, về trí tuệ đó, như là thân hành là không có thanh tịnh, khẩu hành không thanh tịnh, ý hành không thanh tịnh, mạng sống không có thanh tịnh, vân vân. Hoặc là cho đến gọi rằng là thất niệm hay liệt tuệ đó. Tất cả là có thể là 16 trường hợp như vậy này. Thì như vậy rằng là vị tỳ kheo nào hay là sa môn bà la môn bất kỳ nào mà rơi vào trong cái trường hợp hay là để cho mình rơi vào cái trường hợp 16, cái trường hợp 7 hay là một trong số 16 trường hợp 7 thì thực sự là khó tránh khỏi được cái tình trạng là dao động hay khó khỏi tình trạng là bị sợ hãi khởi lên trong lúc mà sống ở hay là tu tập ở trong rừng núi hay là ở trong các khu xứ hoang vu vậy. Thì đây là nói chúng ta lưu ý đến cái gọi là những cái lời dạy hay lời khuyên của Đức Phật hay nhắc nhở Đức Phật mà chúng tại qua cái kinh nghiệm của ngài đó, ngài từ nhận xét cho mình là một người thanh tịnh hoàn toàn về tất cả hay là hồi đủ cả 16 Phật chất tốt đẹp ấy. Như là thân hành thanh tịnh, khẩu hành thanh tịnh, ý hành thanh tịnh, mạng sống thanh tịnh, cho đến gọi là có là chánh niệm rồi có trí tuệ đó này. Thì ngài tự nhận xét như vậy, do đó lòng tin được củng cố và ngài sống an ổn an lạc, không có cái sợ hãi ở trong các cái trụ xứ là rừng núi hoang vu như thế này. Do đó là ngài cũng nhắc nhở cho chúng ta rằng là nếu chúng ta rơi vào trong một trong 16 cái tình trạng mà rằng là yếu kém ấy thì khó tránh khỏi được cái sự kiện rằng là cái tâm lý sẽ dao động, rơi vào cái sợ hãi và run rẩy khi mà sống ở trong các cái núi gọi là trụ sở của cốt định như vậy. Thì đấy là một cái nội dung chính mà vị thầy nắm ở trong cái bài kinh này. Cái nội dung thứ hai là chúng ta trải qua một số những cái lời dạy của Đức Phật liên quan đến những cái kinh nghiệm của ngài á, khi ngài mà thực hành cái đang còn trong cái quá trình mà thực hành cái những cái pháp môn khổ hạnh á, ngài đã trải qua những cái cảm giác là sợ hãi, là lo lắng như thế nào ở trong các trụ sở ấy, và cái cách mà ngài đối trị như thế nào để chánh niệm tỉnh giác để mà đón nhận những cái cảm giác ấy mà trong một cái tư thế hoàn toàn là thanh thản như vậy này. Này. Thì đấy là những cái kinh nghiệm mà chúng ta thể là giúp cho chúng ta hiểu được là những cái bước mà tu tập hay là thực hành của Đức Phật trước khi mà ngài giác ngộ, ngài đã trải nghiệm rất nhiều các cái bước tu tập như thế, đào luyện là nội tâm như thế nào. Này. Và tiếp theo là chúng ta nói có đến cái gọi là Đức Phật kể lại cái kinh nghiệm của ngài, là kinh nghiệm mà sau khi mà ngài rời bỏ cái 6 năm khổ hạnh đó, hay là những cái năm tháng hay những cái pháp môn mà tu khổ hạnh đó, rồi quyết định mà thực hành cái nếp sống trung đạo này, rồi mới đến với cái cội cây Asatha rồi này, và sau này gọi là cây Bồ Đề nữa, Bồ Đề đó. Này, rồi mới ngồi thiền, bắt đầu là chứng được cái sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Rồi trên cơ sở của các cái thiền chứng là sắc giới ấy, là tứ thiền ấy, rồi là bất đồng thiền đó. Thì ngài mà tiếp tục là hướng tâm, dẫn tâm đến mà thành tựu được là tam minh, trúc mạng minh, thiên nhãn minh và lậu thần minh. Và chứng được cái quả vị giác ngộ hay là vô thượng bồ đề. Thì chúng ta thấy đây là những cái kinh nghiệm tu chứng của Đức Phật. Này, cho thấy là ngài đã trải qua những có thể nói được rất nhiều pháp môn khác nhau như vậy, phương pháp tu tập khác nhau, và cuối cùng là thành tựu được cái quả vị giải thoát và giác ngộ là như thế. Và
là sáu cung. Thì bài kinh là chúng ta đang nói đến cái đoạn cuối của bài kinh, xem như là phần kết luận á. Thì Đức Phật xác nhận rằng là ngài vẫn là sống ở trong cái rừng núi, hoặc là tịnh tọa ngài vẫn sống viễn ly hay độc cư như vậy, nhưng phải là vì cái mục đích đoạn trừ tham, đoạn trừ sân, đoạn trừ si nữa. Bởi vì thực sự là ngài đã là loại trừ tham sân si rồi, là chứng đắc cái quả vị giải thoát, cái giác ngộ, đoạn trừ tất cả các cái lậu hoặc rồi. Này, nhưng mà ngài vẫn thỉnh thoảng vẫn sống ở trong các trụ xứ ấy, thỉnh thoảng ngài vẫn sống ở rừng núi, thỉnh thoảng ngài sống ở viện ly hay thực hành cái hành độc cư v.v. Này, nhưng mà không phải là để mà đoạn trừ tham sân si, nhưng mà để là có hai cái lý do hay hai cái mục đích mà ngài sống như vậy. Thứ nhất là để mà gọi là hiện tại lạc trú, để đạt được hiện tại lạc trú, nghĩa là để thưởng thức được cái nước sống gọi là an tịnh, nhẹ nhàng, thanh thản, gọi là thiền định đó, mà không bị quấy rối, bị quấy rầy nhiều, là xem như là một nước sống rất là thanh thản của vị xuất gia này ở trong các cái trụ xứ mà gọi là thanh vắng, người ta có cái thực dễ dàng để mà hành trì thiền định, ở đấy có được những sự thân hoan thoải mái của là cái sự là thể chứng ấy, hay sự thực nghiệm về thiền định ấy, đây gọi là hiện tại lạc trú rồi vậy. Và thứ hai là vì cái lòng thương tưởng chúng sinh ở trong tương lai, thì hai cái vì hai cái lý do ấy. Thì đây nói đến cái lý do là từ lời và lời tha rõ ra. Thì từ lời là ngài đạt được, hay là ngài là cảm thấy thanh thản thoải mái trong cái đời sống hiện tại, là nhớ là hành thiền này, thì gọi là hiện tại lạc trú, là chỉ cho cái kết quả là an lạc thoải mái thanh thản là của cái việc hành thiền đó. Không được, chúng ta nó còn nói qua rồi này. Còn là đi tha là Damasuka Vihara, gọi là hiện tại lạc trú, sống an lạc ngay đây và tại đây và bây giờ ngay đây thế này. Thì gọi là để mà đạt được hiện tại lạc trú. Và thứ hai là vì cái lòng thương tưởng chúng sinh ở tương lai, nghĩa là để nếu cái tấm gương lời lạc hay tốt đẹp cho mọi người khác, vì cái lợi ích cho nhiều người khác, thì ngài sống được sống gọi là thỉnh thoảng là sống ở trong rừng núi, hoặc là sống viễn ly, sống độc cư là vậy, là có hai cái lý do rõ ràng. Thứ nhất là từ lời, nghĩa là ngài được sự thoải mái an lạc, không bị ai quấy rối, bị ai quấy rầy này. Trong khi mà sống ở trong tăng chúng, hoặc là đôi khi phải sống ở các cái làng mạc hay thị trấn chỗ này chỗ khác, thì bị đoán vây rất nhiều. Mà Đức Phật nói vậy, khi mà sau khi mà ngài thuyết pháp xong là vậy, ngài phải là an trụ trong thiền định liền để hằng được giữ cái quốc vị, cái tâm lý, sức khỏe này. Thế còn nhiều khi hằng ngày vậy, nhiều người đến quá pháp viện quá cũng cảm thấy có những sự mệt mỏi này. Do đó là thỉnh thoảng ngài vẫn nghỉ ngơi là vậy, xem như một chế độ nghỉ ngơi chứ không có gì cả, chứ còn không phải là vì mục đích là để mà gọi là đoạt trừ cái gì nữa cả. Ngài đã chứng quả giải thoát rồi, nhưng mà vẫn còn cái thân ngũ uẩn này, thì còn là hữu duy rồi, niết bàn. Do đó là vẫn cần phải là để cho nó nghỉ ngơi, làm việc ở trong chừng mực nào đó. Và thứ hai nữa là gọi là vì cái lòng thương tưởng chúng sinh ở tương lai, là nếu một cái tấm gương để cho những người học trò của mình, hay đệ tử của mình, hay những người nào mà họ nhận ra được đấy là cái giá trị có lẽ sống giải thoát an lạc này, thì họ sẽ nói rằng là nếu học theo cái tấm gương ấy, thì do đó rằng là vì cái lòng thương tưởng chúng sinh ở trong tương lai là vậy. Đấy, nói đến cái gọi là một cái việc làm của một vị bậc đạo sư tâm linh, mà có thể nói rằng là nêu gương cho nhiều người khác này, để có thể này, là nhờ theo đó họ có thể học hỏi được những cái hay là tu học theo cái gương hạnh của ngài, để họ đạt được những cái lợi ích an lạc như vậy. Họ phải nêu cái tấm gương này này, chứ còn thực sự không phải là vì mục đích là đoạn trừ lậu hoặc hay là để mà chứng được cái gì nữa cả. Như là một bậc đạo sư thì vậy, mỗi nhịp sống này vậy, nó vừa lời cho mình, mà đồng thời đặc biệt nữa là nhằm đến cái việc là giáo hóa này, nêu gương cho người khác về phương diện giải thoát, về phương diện giác ngộ này vậy, hay về phương diện tu tập để được mục đích giải thoát và giác ngộ này thì đấy là còn xem như một lời tuyên bố cuối cùng của Đức Phật. Ngài còn xác nhận thỉnh thoảng ngài còn sống ở các trụ xứ ấy này. Và Bà La Môn Ranusoni sau đó thì ghi nhận cái lời
xác nhận hay là đón nhận cái lời tuyên bố của Đức Phật và có cái lời tán thán. Sau đó thì ông ta lại xin là quy y Tam Bảo. Đó là Bà La Môn Sanusoni là một trong những cái Bà La Môn có thể nói xem như là danh giả đương thời nhất. Cũng có thể nói là thuộc loài thượng thường trong cái gọi là cái tầng lớp của là Bà La Môn giữa thời Đức Phật là Sanusoni. Hay chúng ta còn bắt gặp thì này vài chỗ nữa. Thì đấy là xem như là phần kết thúc của bài kinh.